Con đi đây. Rồi con lên đây. Con tên là gì? Dạ thưa cha, con tên là Khánh, con ở giáo xứ Cung Xá, Hà Nam ạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con năm nay 23 tuổi ạ. 23 tuổi, còn con? Dạ, con là mẹ của con Khánh, năm nay con 43 tuổi ạ. Con là tên Trần Thị Dung. Trần Thị Dung, rồi Khánh, con năm mười mấy? 23 tuổi, Khánh nghe con được ơn gì của Chúa, Khánh chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con được hai ơn của Chúa. Ơn đầu tiên là vào 28 Tết vừa rồi, con có đi làm về và rủ bạn bè đi nhậu một bữa cho nó sướng. Thì xong là con về, xong là con đi chơi, con có bị trúng gió và trúng độc của ma túy. Và con bị bất tỉnh, tim không đập nữa, thở cũng không thở được. Bạn bè con lúc đấy là 11 rưỡi đêm rồi, người dân không ai đưa con đi viện hết. Bạn con phải để con ở ria đường, xong là về nhà đón một người nó mới đưa con đến bệnh viện. Là bạn con ạ. Xong rồi đến bệnh viện ở huyện gần nhất thì bác sĩ bảo là thằng này chết rồi, không cứu được, mang nó về đi. Thì bạn con lại, một thằng thì nó lại đưa con giới hạn, nhưng mà vẫn gọi xe cứu thương cho con, đưa con đến viện tỉnh. Và một người về báo tin cho bố mẹ con, nhưng mà chỉ nói là ở bệnh viện chứ không biết con bị nặng. Nên là mẹ không về, mẹ con chỉ cầu nguyện ở nhà thôi. Và lên bệnh viện tỉnh thì bác sĩ cũng bảo là thằng này chết rồi, không cứu được. Và người ta đo máy lên con là tim không đập, thở cũng không thở. Và sau đó là người ta mới mãi, nói mãi người ta bắt đầu mới cho con thở oxy và đẩy tim cho con. Sau đó thì một lúc sau thì bắt đầu tim con lại đập. Và bác sĩ cũng chỉ nói là chỉ còn 2% là sống được thôi, còn 98% là chết. Thế nhưng mà cứ mẹ con cứ cầu nguyện ở nhà. Thì đến khoảng 3 giờ sáng thì con tỉnh dậy và con đứng dậy con đi ra. Thì tất cả mọi người trong phòng cấp cứu gần giật mình đứng dậy lại gần nhìn bác sĩ chạy vào xem. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất Chúa cứu con. Nhưng mà từ đó con rút kinh nghiệm là có còn đi nhậu vậy nữa không? Dạ con không ạ. Không, có phải đi nhậu vậy cho sướng không? Có sướng không? Dạ không ạ. Rồi thưa anh chị em, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai? Dạ thưa cha, ơn thứ hai là suốt 6 năm qua con đi chơi thì ma túy con không thể bỏ được. Nhưng khi con đến đây, ngày đầu tiên con đây con chỉ mất nửa ngày và con cảm thấy như bình thường, không làm sao hết. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà 6 năm nghiện ma túy, con đã chơi đến cỡ nào rồi? Dạ, nhiều lắm ạ. Chích chưa? Dạ rồi ạ. Chích luôn rồi, thưa anh chị em. Là thứ nặng lắm rồi mà con đến đây mà con cảm thấy bình thường trở lại, không còn cảm thấy bị cơn nghiện nó hành hạ nữa. Chị chia sẻ cho mọi người về trường hợp đó của cháu. Dạ, thưa cha, hôm con đi vào là hôm thứ hai, thì đến ngày thứ ba đến ngày thứ tư thì con nhà con nó ở nhà, con nó bảo ơi con ơi sao nay con không đi lễ. Thì con nhà con nó bảo là mẹ ơi con ngủ quên. Thế là đến ngày thứ tư, là hôm thứ tư, thì con 12 giờ trưa con đang ngồi làm chuỗi thương xót, thì con nhà con nó mới chạy vào, nó bảo là mẹ ơi con được ơn Chúa cứu rồi. Thế con cứ thế con chạy ra, con chạy ra. Thế là con nhà con bảo mẹ ơi con mừng lắm, con được ơn một phát là con toát hết cả mồ hôi ra, mồ hôi con nó cứ chạy ròng ròng. Chúa cứu con rồi mẹ ơi, thôi mẹ cho con đi ăn gì đi. Thế là con cũng vui mừng, đêm qua con cũng không ngủ được, con 3 giờ sáng con dậy con làm chuỗi thương xót. Còn cái hôm 28 Tết thì... Còn cháu đó, trong suốt 6 năm như vậy thì chị thấy nó như thế nào? Con cứ bảo con nhà con là thôi con ơi con đi xưng tội rước lễ. Rồi cũng có hồ con, cách đây một năm con cũng mua thuốc, con bảo con cho con nhà con nó cai. Thì cháu nó cũng có uống nhưng mà về sau cháu lại vấp vào. Thế thì vào con bảo là con ơi bây giờ chỉ có lòng Chúa mới cứu được con thôi. Thì con cứ tín thác vào Chúa đi, chứ con đừng lơ là. Con bảo con nhà con nó đi xin tội thì cứ khất lần khất đuổi, cứ mai lại bảo mai lại bảo người kia. Thế nhưng mà lần này vào thì mẹ ơi mẹ cho con đi xưng tội. Thế là hôm qua đi xưng tội thì đông quá,
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người thanh niên 23 tuổi mà 6 năm đã dính vào trong si ke ma túy, một người bỏ xưng tội rước lễ và bỏ Chúa bao nhiêu năm, hôm nay đã được ơn quay trở về chữa được cái cơn nghiện si ke, và nhất là được ơn quay trở về với bí tích hòa giải để được Chúa thứ tha. Cha gửi tặng cho con cái tất mạnh lòng Chúa thương xót, nắm chặt lấy Ngài nha. Con đã bỏ Ngài, con đam mê vào ma túy như thế nào thì bây giờ con bỏ ma túy và con đam mê lòng thương xót như vậy và hơn vậy nữa. Chúa cứu con và hãy giữ chặt lấy cái máy 365 bài giảng này. Nhưng lúc mà bạn bè nó rủ rê, đừng bao giờ nhớ, đã một lần rồi đừng bao giờ quay trở lại con đường sai phối ấy. Nhất là tránh xa những bạn bè, điện thoại di động, những tin nhắn không trả lời và không có liên lạc gì với đám bạn cũ nữa, nhớ không? Dạ. Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 5, ngày của mẹ, con nhớ cầu nguyện cho mẹ con nha. Dạ. Rồi, và hôm đó là đi lễ cầu nguyện cho mẹ, hôm nay kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima và ngày Chúa Giêsu lên trời. Nào, mời anh bạn.